phủ kín Zicom hạm đội Nga có sức mạnh hàng đầu thế giới khiến phương Tây khiếp sợ. Với việc toàn bộ các khu trục hạm và tàu hộ tống mới được trang bị tên lửa siêu thanh Zitcom, hải quân Nga có sức mạnh tấn công hàng đầu thế giới. Số lượng tên lửa cực ấn tượng, hãng thông tấn RIA Novotis đã dẫn lời tư lệnh trưởng Hải quân Nga Đô đốc Nikolai F. Menov, cho biết khi nói về sức mạnh tấn công của hạm đội Nga khi được trang bị đại trà tên lửa Zikom. Bộ Quốc phòng của Nga đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Zikom, phần lớn đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của tên lửa hành trình đều thuộc loại tuyệt mật, nhưng cũng có thể biết được một số điểm. Tốc độ ở mức kỷ lục trên Mach 9, tầm bay hơn 1.000 km, độ cao ở trên trạng bay là từ 30 đến 40 km, nơi có lực cản không khí lớn, khối lượng phần chiến đấu 450 kg, trên chiến hạm của các nước phương Tây, hệ thống phòng không được thiết kế cho tốc độ cận âm và siêu thanh, nhưng trước bội siêu thanh thì họ hoàn toàn bó tay và vô lực. Tầm bắn xa cho phép các hạm đội Nga tiêu diệt các mục tiêu hầu mà không cần đi vào khu vực nguy hiểm sát thương có khống chế của đối phương. Điểm quan trọng, Zicom có khả năng phóng từ bệ phóng y như tên lửa chống hạm P800 Onyx cũng như Kalif, tức là có thể đặt Zicom trên các tàu khác nhau về trọng tải và mục đích thiết kế. Ông F. Menov cho biết phương tiện mang Zicom thường xuyên sẽ có các khu trục hạm thuộc đề án 22350. Hiện nay, Hải quân Nga có hai chiến hạm như vậy là tàu đô đốc Groskov và đô đốc Kasatonov. Tàu đô đốc Golovko đang trên đường hành quân, mỗi con tàu đều có một hệ thống bắn phổ quát đa năng với 16 khoang. Nếu được nạp đầy Zicom, ba chiến hạm này sẽ có thể khởi động đồng loạt 48 tên lửa. Hiện còn 5 tàu nữa đã được khởi công đóng ở trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, hiện đang ở trong giai đoạn hoàn thiện khác nhau. Với lượng choán nước phần 5.400 tấn, những chiến hạm này là loại tàu khu trục có công nghệ tiên tiến nhất ở trong Hải quân Nga. Hầu như tất cả các cải tiến tiên phong về Hải quân đã được ứng dụng, từ thiết bị vô tuyến điện tử cho đến hệ thống tên lửa phòng không và các bệ pháo. Thuần túy là kỹ thuật số, về bản chất có thể xem đây là những Cỗ máy tính nổi sẵn sàng thực hiện vô số các nhiệm vụ, hầu như không có phần tham gia của con người. Hệ thống điều khiển và thông tin trên bong mới kết nối tất cả các thiết bị trong một mạng duy nhất, còn tổ hợp điện tử vô tuyến chiếu sáng bối cảnh ở trên mặt nước và ngầm dưới nước, tạo điều kiện cho thủy thủ đoàn sớm phát hiện ra kẻ thù ở cự ly xa đáng kể. Thử lửa trong thực chiến. Với tàu hộ tống, theo lý thuyết thì các chiến hạm dẫn đầu của đề án 20385 có thể bắn Zikom. Trong đội ngũ có hai tàu như vậy là chiếc Remjasi và Provoni. Còn có thêm bốn tàu đang được đóng. Loạt tàu này dành cho hạm đội Thái Bình Dương, mỗi chiếc đều được trang bị tổ hợp bắn đa năng với 8 khoang dành cho tự vệ và chống lại các mục tiêu không có tổ hợp tên lửa phòng không Redut với tầm bắn xa tới 150 km. Pháo tàu có A190-100mm, còn vũ khí chống ngầm gồm có 4 bộ máy phóng ngư lôi 330mm. Ngoài ra, còn có các thiết bị điện tử và vô tuyến hiện đại, liên lạc vệ tinh, tàu sẽ tiếp nhận trên bong, cả trực thăng đa năng KA-27. Cấu trúc tiện ích chiến đấu được chế tạo theo công nghệ tàng hình, SIAS giúp giảm độ nhận biết trên radar. Trong lớp khinh hạm hộ tống, có thể tính đến các tàu tên lửa SRS thuộc đề án 21631 Buyan M, 10 chiếc đang phục vụ và 2 chiếc đang đóng, còn ở trong đề án 22800 Kakakut 4 chiếc đang phục vụ và 10 chiếc đang đóng. Tổ hợp bắn đa năng 8 khoang ở trên các tàu cũng phù hợp với Zicom Cần nhớ rằng các tàu chiến cỡ nhỏ lợi hại này với lượng giãn nước 950 tấn đã từng phóng tên lửa hành trình Khalif và các mục tiêu thực chiến ở Syria và Ukraine. Đặt cược vào tốc độ Sau khi hiện đại hóa tuần dương hạm tên lửa hạng nặng, đô đốc Nakimov sẽ được trang bị bộ siêu thanh những vũ khí này sẽ xuất hiện ở trên tàu ngầm này. Những vũ khí này sẽ được xuất hiện trên tàu ngầm sau năm 2025. Tàu ngầm đầu tiên mang ZICOM là chiếc Perm thuộc đề án 885M-JASIN-M có tổ hợp bắn đa năng cho 32 khoang. Xét theo danh sách, có thể thấy cơ bản sẽ dựa vào những chiến hạm tương đối nhỏ, vũ khí tầm xa mạnh và có khả năng vô hiệu hóa lợi thế của đối phương tiềm năng. Ví dụ, chỉ một cú đánh ở bên dưới nước là đủ để cho tàu sân bay nghiêng nhào và bị loại khỏi vòng chiến. Trong một khoảng thời gian, hàng không mẫu hạm của đối phương sẽ không thể tiếp nhận vào phòng máy bay xuất kích. Hiện thời, Zikom còn chưa được sử dụng ở trong điều kiện thực chiến, những vũ khí siêu thanh đã qua thử nghiệm. Chẳng hạn, theo như dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa Onyx siêu thanh đã tấn công triệt hạ một chủ thể của lực lượng vũ trang Ukraine ở Odessa hồi đầu tháng 6 tức là trên thực tế một tên lửa chống hạm đã được phóng và diệt mục tiêu ở trên mặt đất, hiệu quả được đảm bảo bởi đầu đạn nặng 450 kg và tốc độ cao, loại tên lửa như vậy cực kỳ khó đánh chặn. Hải quân Nga là lực lượng đầu tiên trên thế giới chuyển sang sử dụng đại trà tên lửa chống hạm bội siêu thanh. Trong khi đó, Mỹ chưa đạt được bất kỳ thành công nào ở trong lĩnh vực này và phải thừa nhận họ đang ở thế đuổi theo Nga và triển vọng bắt kịp còn khá mù mờ. Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng cạnh tranh với phương Tây. Phát biểu tại diễn đàn Ý tưởng mạnh mẽ cho thời đại mới do cơ quan sáng kiến chiến lược ASI tổ chức vào ngày 30 tháng 6, Tổng thống Putin cho biết các công ty Nga đã sẵn sàng cạnh tranh, họ chỉ cần trợ giúp ở trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình. Các công ty và đơn vị của chúng tôi đã sẵn sàng cạnh tranh và nhiều công ty trong số họ đã chứng minh được điều này. Nói về sự độc quyền, các đối thủ của phương Tây đã giành được vị trí độc quyền trong nhiều lĩnh vực của thị trường Nga, ông Putin nói. Theo tổng thống Putin, các công ty Nga có thể từng bước thiết lập hiện diện của họ ở trên thị trường toàn cầu, bắt đầu với thị trường của cộng đồng các quốc gia độc lập, tổ chức hợp tác Thượng Hải và các quốc gia BRICS: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng thế giới không sụp đổ vì các lệnh trừng phạt, ông nói thêm rằng những biện pháp hạn chế mà phương Tây đã áp đặt lên Moscow đã mở ra những lĩnh vực phát triển mới cho các công ty Nga. Tổng thống Putin cho biết các doanh nhân Nga đã nộp hơn 43.000 đơn đăng ký nhãn hiệu trong vòng 5 tháng đầu năm nay. Ông cũng dành lời khen cho các doanh nghiệp ở trong nước. Ông Putin kêu gọi xây dựng một nền kinh tế tự sản xuất hàng hóa, dịch vụ và công nghiệp hiện đại, thay vì tiêu thụ các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các nhà sản xuất ở trong nước quảng bá sản phẩm của họ để nga có những thương hiệu nổi tiếng ở trong nước và toàn cầu tổng thống putin chỉ trích các công ty rút khỏi nga do các lệnh trừng phạt liên quan đến ukraine ông cáo buộc một số thương hiệu của nước ngoài biến việc rút khỏi thị trường nga trở thành một chiến dịch pr và bày tỏ nghi ngờ về việc những chiến dịch pr này sẽ mang lại lợi ích cho họ Nhà lãnh đạo Nga từng cáo buộc phương Tây về cơ bản đang tiến hành một cuộc chiến tranh phối hợp chống lại Moscow và đang tìm cách làm suy yếu, chia rẽ và cuối cùng là hủy diệt Nga. Theo tổng thống Putin, các kế hoạch như vậy đã được phương Tây ấp ủ từ lâu, khi họ khuyến khích các băng nhóm khủng bố quốc tế ở Caucasus củng cố cơ sở hạ tầng tấn công của NATO sát biên giới Nga và biến chủ nghĩa bài Nga thành vũ khí của họ. Tổng thống Putin cũng cáo buộc các nước phương Tây tấn công Nga bằng một cuộc chiến kinh tế. Ông thừa nhận một số khó khăn nhất định đối với Nga, nhưng nhắc lại rằng các nền kinh tế phương Tây cũng đang phải chịu hậu quả từ việc trừng phạt Nga, trong đó có việc lạm phát gia tăng. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Moscow, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ từ Nga. Tổng thống Putin tuyên bố sẽ chuyển nhượng nguồn cung năng lượng đến các quốc gia thân thiện khi châu Âu tìm cách cắt giảm nguồn cung từ Nga. Tướng Mỹ lạc quan về tàu chiến đấu ven biển khi có tên lửa tàng hình Hãng Kongsberg thông báo đã nhận được đơn đặt hàng từ nhà thầu Raytheon Missiles and Defense với tên lửa tấn công hải quân NSM theo chương trình Hệ thống vũ khí vượt chân trời OTHWS của Hải quân Mỹ hợp đồng có tổng giá trị 128 triệu đô la Mỹ. Đơn hàng là một phần của thỏa thuận OTHWS được công bố từ ngày 31 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi đã ký các đơn đặt hàng theo thỏa thuận khung này. Đây là đơn đặt hàng tên lửa tấn công hải quân lớn nhất từ hải quân Mỹ cho đến nay. Điều này tạo ra việc làm và nhu cầu tăng năng lực sản xuất cho cả chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi. Eric Lee, Chủ tịch của Combsburg Defense and Aerospace cho biết, theo tờ Defense Express, Hải quân Mỹ có kế hoạch trang bị cho 31 chiếc tàu chiến ven biển LCS. Tên lửa tấn công NSM, ban đầu Mỹ dự định sẽ chế tạo LCS theo kiểu mô đun hóa, nhưng kế hoạch này đã không diễn ra theo đúng dự định. Chiến hạm LCS đã gặp khó khăn ở trong việc tìm kiếm các vị trí của nó trong hạm đội của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới nhất, đô đốc của Mỹ Mike Gilday cho biết chúng tôi rất lạc quan về sự phát triển của tàu chiến LCS. Tên lửa NSM do Kongsberg hợp tác phát triển cùng với Raytheon được đánh giá sẽ đóng vai trò trung tâm ở trong chương trình tự vệ ở trên biển của Hải quân Mỹ. Tên lửa chống hạm có tầm bắn khoảng 185 km này sẽ không chỉ được lắp đặt ở trên 31 tàu LCS mà còn trên lô đầu tiên của ít nhất 10 khinh hạm tàng hình lớp. Consul Layton sẽ gia nhập Hải quân Mỹ thời gian tới. NSM được Kongsberg hoàn thiện sau khi hãng dành chọn hơn 10 năm để khắc phục các nhược điểm của sản phẩm trở thành tên lửa diệt hạm thế hệ thứ năm có khả năng tấn công chính xác hàng đầu thế giới. Giới quân sự của phương Tây đánh giá NSM có sức mạnh vượt qua KH-35, Uran-E của Nga và Harpoon hiện tại của Mỹ. Một trong số các tính năng nổi trội của NSM là khả năng tránh các hệ thống phòng thủ ở giai đoạn cuối nhờ vào trang bị radar, công nghệ tàng hình và khả năng cơ động. Đặc biệt là nó được thiết kế để chuyên tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt để nó làm được điều đó, NSM được chế tạo từ vật liệu tổng hợp composite có khả năng hấp thụ sóng radar rất mạnh, cho khả năng tàng hình cực cao. Tên lửa này có khả năng lướt trên ngọn sóng do chúng bay ở độ cao dưới 10m so với mặt biển và dùng cảm biến thụ động để tìm mục tiêu. Điều làm nên sự đặc biệt tiếp theo của NMS là chúng không phát ra tia hồng ngoại hay radar mà tàu đối phương có thể phát hiện. Cùng với đó thì NMS cũng được trang bị công nghệ dẫn đường rất hiện đại, kết hợp với hệ thống lái theo quán tính, kết hợp tham chiếu bản đồ thông số qua hệ thống định vị toàn cầu GPS. Khi tấn công mục tiêu ở trong giai đoạn bay cuối, tên lửa khóa mục tiêu bằng cảm biến hình ảnh hồng ngoại thụ động, hai băng tần cho phép phân biệt các đối tượng cần tiêu diệt ở trong môi trường lộn xộn. Tờ Dispensy Express cho rằng Chính những tính năng tối tân đặc biệt của NSM là nguyên nhân khiến cho Hải quân Mỹ chọn tên lửa này, không phải là loại nào khác trang bị cho hạm đội tàu LCS. Hé lộ nguyên nhân NATO muốn ông Stoltenberg kéo dài nhiệm kỳ tổng thư ký Ngày 30 tháng 6, tờ Verdenkang của Na Uy đã dẫn các nguồn tin ngoại giao liên quan cho biết các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhất trí yêu cầu Tổng bí thư khối này, ông Jens Stoltenberg, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thêm một năm nữa. Sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào cuối tháng 9 tới, chính phủ của tất cả 31 quốc gia thành viên của NATO cùng thống nhất với quyết định yêu cầu ông Jens Stoltenberg tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký khối thêm một năm nữa, tin viết. Việc kéo dài nhiệm kỳ hay không về nguyên tắc cần sự đồng ý của ông Stoltenberg. NATO mong đợi ông Stoltenberg sẽ xác nhận yêu cầu này trong vài ngày tới trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 ở Vilnius, Litva vào tối ngày 28 tháng 6 tại một cuộc họp báo ở The Hague trả lời cho câu hỏi của đài phát thanh truyền hình quốc gia Na Uy NRK ông Stoltenberg cho biết ông đã nhiều lần nói rõ quan điểm của mình rằng ông không tìm kiếm kéo dài nhiệm kỳ tổng thư ký là một nhân vật chính trị của một nước thành viên NATO do các nước thành viên liên hiệp bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm. Tuy nhiên, thời gian này có thể được gia hạn khi có sự đồng ý của cả hai phía. Vị trí này, theo truyền thông được nắm giữ bởi một nhân vật chính trị cấp cao của châu Âu, ông Stoltenberg, một chính trị gia kỳ cựu, cựu lãnh đạo công đảng Na Uy, từng làm thủ tướng của Na Uy trong các giai đoạn 2000-2001 và 2005-2013. Ông cũng từng là Bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng năm 1993 đến năm 1996 và Bộ trưởng Bộ Tài chính Na Uy 1996 đến 1997. Được NATO bổ nhiệm làm tổng thư ký từ ngày 1 tháng 10 năm 2014 cho đến nay, nhiệm kỳ của ông Stoltenberg đã ba lần được gia hạn. NATO muốn ông Stoltenberg tiếp tục đảm nhiệm cương vị, có lẽ vì muốn duy trì ổn định chính sách hiện thời, tránh những xáo trộn ở trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp đặc biệt là cuộc xung đột Ukraine. Dưới sự lãnh đạo của ông Stoltenberg, NATO đã đối phó với một môi trường an ninh thách thức hơn bằng cách thực hiện tăng cường phòng thủ tập thể lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh, tăng cường khả năng sẵn sàng và triển khai lực lượng ở biên giới phía đông của Liên minh. Ông tin tưởng vào khả năng gian đe và phòng thủ đáng tin cậy trong khi duy trì đối thoại với Nga. Ông cũng ủng hộ việc tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng tốt hơn trong liên minh, đồng thời cũng tập trung nhiều vào cải tổ NATO cũng đã tăng cường nỗ lực ở trong cuộc chiến chống khủng bố, ông ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận phối hợp với sự hợp tác giữa NATO và liên minh châu Âu đạt đến mức chưa từng có, mô tả của NATO về ông Stoltenberg nói. Ông Trump tuyên bố chỉ giả vờ khoe tài liệu mật. Donald Trump cho hay, ông chỉ giả vờ khoe tài liệu mật, sau khi CNN đã công bố đoạn ghi âm, ông tuyên bố đang sở hữu tài liệu quân sự nhạy cảm. Nếu mọi người muốn biết sự thật Tôi xin nói rằng đó chỉ là hành động khoa trương. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 6 nói với ABC News đề cập đến đoạn băng ghi âm được CNN công bố, trong đó ông thảo luận với một nhóm người về tài liệu mật. Ở trong đoạn ghi âm dài 2 phút công bố vào hôm 26 tháng 6, ông Trump mô tả một tài liệu về cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran do tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ soạn thảo khi Trump còn nắm quyền. Milley nói muốn tấn công Iran Điều này không phải rất tuyệt sao? Ông Trump nói ở trong đoạn băng được ghi lại tại cuộc họp ở Westminster, bang New Jersey vào năm 2021, thời điểm ông Trump đã rời khỏi Nhà Trắng. Trong bản ghi âm cũng xuất hiện âm thanh sột soạt của giấy tờ bị xáo trộn. Tuy nhiên, Trump cho rằng những gì mình nói ở trong băng không có gì nguy hại và chỉ thể hiện tính cách điển hình của ông. Tôi chỉ cầm một số tờ giấy và nói về chúng, nhưng không có tài liệu mật nào Bàn tôi lúc đó chất đầy giấy tờ về 25 vấn đề khác nhau, cựu tổng thống Mỹ cho hay. Trong đoạn ghi âm của CNN, cựu tổng thống Mỹ cho hay, các giấy tờ mà ông cho người tham dự cuộc họp xem là tài liệu chứa thông tin mật, khi còn là tổng thống tôi có thể giải mật nó, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, dù sao đây vẫn là tài liệu mật ông cho hay. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Trump khẳng định đoạn băng ghi âm càng chứng minh ông vô tội đồng thời cũng công kích công tố viên và gọi cuộc điều tra nhằm vào cách ông xử lý tài liệu mật là một cuộc săn phù thủy khác. Các điều tra viên vào tháng 8 năm 2022 thu được khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida, trong đó có khoảng 100 tài liệu mật và một số tài liệu tối mật. Luật pháp của Mỹ yêu cầu phải chuyển tất cả các tài liệu của tổng thống và phó tổng thống khi kết thúc nhiệm kỳ cho Cục Lưu trữ Quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm bảo quản. Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 13 tháng 6 đã truy tố ông Trump với 37 cáo buộc liên quan đến hành động chữ tài liệu mật trái phép. Theo như cáo trạng, các công tố viên cho rằng ông Trump đã xử lý sai quy định nhiều tài liệu mật, trong đó có thông tin về chương trình hạt nhân của Mỹ và các lỗ hổng tiềm tàng ở trong trường hợp nước này bị tấn công. Họ cũng bày tỏ lo ngại ông Trump từng tiết lộ trái phép tài liệu mật, đe dọa an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và hoạt động tình báo của Mỹ. Ông Trump bác bỏ toàn bộ cáo buộc, và không nhận tội danh nào, ông khẳng định hoàn toàn có quyền mang đi bất cứ thứ gì mà ông muốn khi rời nhà trắng theo đạo luật hồ sơ tổng thống và đã ra lệnh giải mật bất cứ thứ gì được đưa ra khỏi phòng bầu dục ở trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Thẩm phán liên bang Alan Cannon ở bang Florida tuyên bố vào ngày 14 tháng 8 là ngày bắt đầu xét xử cựu tổng thống Trump. Bộ tư pháp đã yêu cầu hoãn phiên xử đến tháng 12 có thời gian xin giấy phép an ninh cần thiết nhằm tiếp cận tài liệu mật được đề cập ở trong cáo trạng. Đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ bị truy tố cấp liên bang nếu bị kết tội theo đạo luật gián điệp Mỹ. Ông Trump khó tránh khỏi nguy cơ lệnh án tù với mức tối đa là 20 năm.